Trung tâm đệ tử Hạnh Phương xin chân trọng gửi lời chào tới tất cả các bác. Tiếp tục là những đơn hàng mới về, rất là nhiều hàng mới để cho các bác lựa chọn. Mời các bác hãy cùng tham gia video ngày hôm nay, nhất là những bác nào đang chưa đăng ký kênh thì mời các bác cùng đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Chúng ta được tham gia buổi test trực tiếp những dòng loa Mỹ Bái. Đó là những dòng loa JBL 515 cụ to, những đôi loa 112M, bass 30. Báo cáo bác là tất cả những hàng về bên trung tâm điện tử Hạnh Phương đều được tháo tung ra để kiểm tra hết. Kiểm tra từ côn tép cho đến kiểm tra về nội thất và kiểm tra về thùng vỏ, sau đó vệ sinh sạch sẽ trước khi gửi tới tay các bác. Cho nên các bác yên tâm là loa của anh Phương là nguyên zin 100%. Một điều mà anh Phương gặp trong 2 ngày qua đó là các bác mua loa Mỹ, cái độ nhạy của loa Mỹ nó rất là cao. Các bác đang sử dụng những con vang số, những bộ dàn máy mà đang sử dụng những loa Trung Quốc, khi nắp loa Mỹ vào thì đương nhiên là cái độ nhạy nó cao hơn. Cho nên là các bác phải thật sự là cẩn trọng. Em dặn rất kỹ các bác khi mà sử dụng là các bác phải vặn cái đường mic nó nhỏ thôi. Và đặc biệt là khi các bác muốn thay đổi bất kỳ một cái nguyên nhân gì thì các bác phải tắt nguồn trước khi chúng ta chuyển đổi, để tránh gặp bị sốc loa. Loa Mỹ nó giống như kiểu là một thiếu nữ gọi là xinh đẹp. Các bác phải nâng niu, phải chiều chuộng, phải nhẹ nhàng thì em nó mới hầu các bác một cách chi tiết được. Chứ bây giờ các bác cứ bố bá như kiểu là những cái đứa mà các bác mất 300.000 ấy thì nó không giống thế đâu ạ. Loa Mỹ lúc nào nó cũng phải nhẹ nhàng và thanh thoát, và chúng ta phải cân chỉnh làm sao nó phù hợp. Cho nên là các bác khi sử dụng, các bác anh Phương dặn đi dặn lại là các bác phải cân chỉnh cho nó hợp lý để làm sao nó khai thác được tốt nhất. Hiện tại thì anh Phương đang có 3 đôi loa JBL 112M. Giá đầu tư của nó là 10.500.000 đồng tại cửa hàng, 11.000.000 bao ship. Các bác đang được giảm giá từ 500 đến 1 triệu đồng. Loa đẹp như mới. Đẹp như mới luôn các bác. Hiện tại đang có 3 đôi. Đấy. Sản xuất lắp ráp tại Mỹ hoặc lắp ráp tại Mexico đều có. Đây lắp ráp tại Mỹ. Đấy. Hai đôi này lắp ráp tại Mexico. Những đôi lắp ráp tại Mexico thì thường là nó mới hơn bởi vì lắp ráp gần đây. Còn những đôi lắp ráp của Uena thì có thể là nó thời gian sử dụng nhiều hơn, lâu hơn, nó sẽ có thể là nó xuống màu hơn. Còn hai đôi này là 515 cổ to, giá của nó 31 triệu. Hiện tại em đang cho kiểm tra và vệ sinh sạch sẽ trước khi gửi cho các bác. Cổ to các bác nha, cổ to 31 triệu, cổ bé của nó là 26.500.000 đồng. Chép neo, bát neo 40. Còn nếu bác nào mà đầu tư không gian rộng hơn, các bác sử dụng đôi loa 115 có giá là 14 triệu tại cửa hàng. Loa zin xịn, còn nếu các bác không yêu cầu bao zin thì rẻ đi được khoảng 3 triệu. Còn đây là đôi con súp điện Eon 518. Con này là bát neo 4 ohm. Giá thành đầu tư của nó là 21.500.000 đồng. Bát vào đây các bác này. Tất cả mọi thứ đều được kiểm tra kỹ càng. 268G, 4 ohm Mexico. Đấy. Loa bát thì như mới. Các bác nhìn này. Đấy, như mới. 21.500.000 đồng tại cửa hàng, giá ship là 22 triệu. Còn đôi này là 215 Pro. Bát chép của nó đây, đôi này thì sản xuất tại Mỹ luôn. Bao zin toàn bộ các bác nhá. Em vẫn nói với các bác là gì, loa Mỹ cái zin là quan trọng nhất. Còn cái chuyện mà nó gọi là ten một tí củ này không phải vấn đề. Zin 100%, giá thành đầu tư của đôi loa này hiện tại đang có giá rất là hợp lý cho các bác. Giá 14.500.000 đồng đôi loa này. Giá tại cửa hàng, giá ship sẽ là 15 triệu, đang giảm giá 1 triệu đồng luôn. Đôi này bình thường là 16 triệu. Hôm nay bán rẻ luôn. Đấy. Rất nhiều hàng mới để cho các bác đầu tư. Con súp này có giá là 21.500.000 đồng.
Đô la này đang có giá là 13.500.000 bao nhiêu là 13.500.000 đồng. Giá ship là 14.000.000 bán nhanh. Zin 100% các bác nhá. Không zin tặng loa luôn. Còn em nói với bác là mua ra Mỹ, các bác lưu ý cho em. Đừng đổ tội cho bọn em bán hàng, em nói rất là tội. Một đôi côn của con này nó rơi vào tầm 2.500.000 một cái côn. Con côn của con này nó rơi vào từ 1.500.000 đến 2.000.000. Các bác mua về các bác nhớ cho em là phải sử dụng cho nó hợp lý. Chứ không cháy côn các bác cứ mang bắt đền một em không làm nào được. Một cái côn này rất là đắt. Các bác sử dụng loa này các bác lưu ý cho em là với loa Mỹ các bác phải sử dụng đúng nguyên tắc của nó. Khi cắm vào là các bác phải tắt nguồn điện đi, tắt cái nguồn của cái đẩy đi. Sau đó các bác cắm xong các bác hãy bật đẩy. Còn khi các bác mà rút cái dây từ TV ra thì các bác phải tắt đẩy đi thắng rút. Chứ không các bác cứ để nó rất là mạnh như thế. Công suất nó rất là lớn của đẩy, các bác rút làm soạt cái. Xong chết loa, xong các bác cứ quay ra các bác bảo là em phải chịu trách nhiệm về việc này. Thực ra là bọn em bán hàng cũng chả được bao nhiêu cả. Một đôi côn này nó rơi vào hơn 5.000.000 một đôi, làm sao bọn em có thể lãi được nhiều như thế. Kể cả đôi côn này nó rơi vào tầm 3-4.000.000. Các bác lưu ý cho em này, giữ gìn cho nó, bảo vệ cho nó để làm sao nó đảm bảo. Bọn em dùng hàng bao nhiêu năm nay chưa bao giờ chết côn bao giờ cả. Bởi vì bọn em hiểu nó. Bọn em sử dụng đúng nguyên tắc thì hầu như nó không bao giờ chết bao giờ cả. Nhưng mà nhiều khi các bác mới chơi này các bác hay bị cái lỗi này là làm nó sốc, nó bị chết. Đâm ra là hôm nay thì em gặp rất nhiều cái tình huống như vậy. Là nó rất là khó xử. Không hỗ trợ các bác thì cửa hàng thì lại không cảm thấy thoải mái. Các bác cũng không thoải mái. Mà hỗ trợ các bác thì bọn em này nỗ lại. Cho nên là các bác lưu ý cho em về cách sử dụng các bác nhá. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.